Kính chào quý vị và các bạn. Mưa rông đã giảm dần từ chiều tối qua nên sáng nay thời tiết Hải Phòng không còn cảm giác mát mẻ, nền nhiệt tăng nhanh. Thậm chí trong khoảng thời gian từ 11 đến 13 giờ chiều vẫn có lúc nắng mạnh, cảm giác khá oi bức. Ngày mai mùng 2 tháng 8 thì nắng nóng sẽ quay trở lại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do đó, nền nhiệt của Hải Phòng sẽ ở mức từ 25 cho tới 34 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Đây là kiểu hình thái thời tiết chung cho tất cả các khu vực của Hải Phòng, trong đó nhiệt độ ở khu vực nội thành và các huyện phụ cận cao nhất là 33 độ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ có nền nhiệt trong ngày cao hơn ở mức từ 29 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối đến đêm có mưa rông vài nơi, nhiệt độ giao động từ 23 cho tới 36 độ, có nơi lên trên 36 độ. Các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, ngày giảm mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối đến đêm có mưa rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 cho tới 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ban ngày mưa nắng đan xen, từ chiều tối đến đêm có mưa rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ giao động từ 24 cho tới 34 độ. Tây Nguyên thì thời tiết mát mẻ hơn, ở mức từ 20 cho tới 31 độ. Sau đây là thông tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Từ đêm nay đến ngày mai mùng 2 tháng 8, ở khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Thông tin thời tiết 3 ngày tới của Hải Phòng sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc mới hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.